Chị ví dụ Nhạc. như công ty cổ phần Minh Long, hệ thống bảo trợ vệ sinh ống nội soi, cái này là tài sản cố định đúng không nào? Dạ đúng rồi. Ừ, và tài sản cố định này là để dùng cho dịch vụ khám chữa bệnh đấy, cho nên cái tiền thuế 8% này mình sẽ không được khấu trừ Dạ. mà mình sẽ Dạ. ghi nhận vào giá vốn luôn, tức là về Dạ. tức là mình sẽ ghi nhận vào giá trị của làm tăng tài sản cố định của mình luôn. Thế chị sẽ Dạ. hướng dẫn các cái bước liên quan của cái tài sản cố định trong bệnh viện tư nhá. Là bây giờ em vào phân hệ mua hàng đấy, chọn chứng từ mua hàng hóa, Dạ. mình chọn mục hai nhỏ cho chị, mua hàng trong nước không qua kho nhá, Dạ. đi từ chứng từ ghi nợ, đi từ trái sang phải nhá. Nói chung chị Dạ. hướng nhận lúc nào cũng sẽ đi từ trái sang phải, mà đi từ như vậy là nếu hóa đơn nào mà thanh toán ngay thì bấm thanh toán ngay, còn chưa thanh toán Dạ. ấy thì bấm chưa thanh toán. Thông thường tài sản cố định là chưa thanh toán, vậy lại sang phần chứng từ ghi nợ, tránh trường hợp có những bạn lại đi từ hóa đơn sang ấy, là không đúng. Được chưa? Rồi, nhấn dấu cộng màu xanh ở đây, đánh mã số thuế của nhà cung cấp vào cho chị là 03106082, điền vào đi. Sáu hai ba Máy điện lên. tám Lấy thông tin lên. Và nhà cung cấp ấy, thì nhiều bạn cứ để như thế này, còn chị thì chị sẽ sửa lại là chấm. Đấy, như vậy cho nó dễ dễ lòng, mình không bị tạo trùng nhà cung cấp. Nhấn cất đây. Ngày hạch toán và ngày chứng từ là ngày trên hóa đơn là 25 tháng 7 2022. Chị làm mẫu một cái nha. Một nhỏ hàng tiền, click vào dấu cộng màu xanh ở đây này. Đúng chưa? Dạ. Tạo cái mã tài sản cố định. Đấy. Em điền cho chị cái tên trước đi. Dạ rồi chị. Ừ. Tính chất chọn là dịch vụ. Nghe chưa? Tính chất chọn là Dạ. dịch vụ. Tài khoản chi phí là tài khoản nợ. Nghe chưa? Tài khoản nợ trong hạch toán của mình. Còn những cái phần, tất nhiên là cái kết cấu mà tạo vật tư hàng hóa dịch vụ là đều vào trong cái, nó sẽ đổ vào trong cái phần danh mục cái này. Dạ. Đấy. Vật tư hàng hóa. Thì chỗ này em có thể để lại hoặc xóa đi. Thì bây giờ chị xóa đi. Và để lại cũng không ảnh hưởng gì, nhưng chị xóa đi cho em dễ hình dung ra. 211 2 máy móc thiết bị. Đây là em đang dùng theo thông tư 200. Đúng không nào? Còn nếu theo thông tư 133 ấy thì sẽ là 21 thêm một con 1 ở giữa nữa. Ba con 1 Dạ. cộng con 2. Thuế suất em chị không chọn, nhấn cất. Và chú ý mỗi một cái hệ thống tài sản này, kể cả có giống nhau nhưng em mua vào hai thời điểm khác nhau, thì khi đó Dạ. em sẽ tạo ra là hai mã khác nhau, nghe chưa? Ừ, Dạ. chứ không giống nhau đâu. À, hình như là chị đang tạo nhầm mã rồi, em thấy không? Đây này, đúng không? Hiểu không? Có nghĩa là chị đang đang xử lý nhầm mã, nhẽ ra ở đây là cái Là mã doanh này, ừ, là chị lại để vào nhầm vào cái doanh thu vaccine, mà cái đấy là liên quan đến đầu ra. Mà bây giờ muốn sửa thì chị đóng tạm phân hệ này lại nhá, rồi chị sẽ quay ra danh mục vật tư hàng hóa. Vật tư hàng hóa đây, chị nhấn vào cái mình đang làm sai, thì ở đây mình phải ghi là TS, ý của chị là tài sản,
hệ thống hỗ trợ 01 chẳng hạn. Em hiểu không? Lần sau có 02 thì mình mới đặt là 02. Rồi. Rồi quay lại phân hệ mua hàng. Chứng từ mua hàng hóa. Chọn hai nhỏ. Đó. Và điền lại đây là 25 tháng 12. Nhà cung cấp là Minh Long. Đấy nhỉ? Mã hàng là tài sản cố định. Đấy, số lượng. Cái lệnh sản xuất này bỏ qua, thành phẩm bỏ qua. Chị sẽ nhấn vào mẫu, quản lý mẫu, sửa. Đúng không? Hôm nọ chị có dạy cái này đâu đúng không? Bỏ lệnh sản xuất và bỏ thành phẩm đi. Cất áp dụng. Vì sao? Bởi vì cái này nó không cần đồ vào, nó không cần đến lệnh sản xuất. Em hiểu không? Mà mình chỉ cần điền số lượng đơn giá bằng tiền vào đây thôi. Và chị thấy ở trên hóa đơn là 10 triệu đồng. Mấy Ừ, 70 triệu đồng em điền đi. chỉ này là tại vì 8% này mình không có tính, mình bỏ ra luôn, mình cộng vào chi phí luôn nên tính thành đơn giá luôn hả chị? Đúng, với hình với doanh nghiệp về bệnh viện tư nhân ấy, vì xuất hóa đơn đầu ra của mình là không chịu thuế nhá, thì mình phải làm như thế này. Còn các công ty mà xuất đầu ra có thuế thì ở đây mình sẽ phải tách ra ấy, VAT riêng. Tuy nhiên là nói là vậy nhưng mình vẫn chọn đây là đấy, để kệ nó, để tí nữa nó lên cho mình, nó lên cái đầu vào của mình vẫn kê khai ấy, trên khi chỉ tiêu 23 nhá. Ba nhỏ thống kê bỏ qua, bốn nhỏ chi phí bỏ qua, ba nhỏ thống kê chỉ sử dụng khi là mình đang cho thẳng vào một cái công trình chi phí 6 đầu 6 ấy. 621, 622, 627 mà mình cho thẳng vào một cái công trình nào đó thì mới sử dụng để thống kê. Còn mục bốn nhỏ chỉ sử dụng khi mình phân bổ chi phí đầu vào ấy vào giá trị kiểu như là nhập khẩu ấy. Như vậy đối với bên em thì chỉ cần một và hai thôi. Nhá. Sau đó sang phần hóa đơn, điền số hóa đơn ấy. Ở trên đây là số Một1299. hai chín Và sửa lại ngày ở đây là 25 tháng 7. Chị nhầm ngày. Enter này. Rồi enter này. Em hiểu không? Thì nó mới thoát được. Mà nếu lần đầu tiên em không sai nhá, thì phần mềm nó sẽ tự động nhảy sang đây đúng. Đấy, nhưng mà phần lần đầu tiên em mà điền sai thì em chú ý phải sang đây xem cái ngày hóa đơn bên này ấy nó có tự động ấy sửa cho em hay không. Nếu không sửa thì em phải sửa lại. Và cuối cùng em nhấn cất ở đây. Đấy chưa? Và chị đóng cái này lại. Muốn kiểm tra nó thì vào phân hệ mua hàng, chọn hóa đơn mua hàng. Rồi chọn năm nay, lấy dữ liệu lên. Đó. Thì cái hóa đơn mình vừa làm xong ấy sẽ xuất hiện. Khi đó mình bấm vào đây để mình bỏ ghi, mình sửa theo ý của mình ấy để mình kiểm tra. Đó là bước thứ nhất của tài sản cố định nhá. Em nắm được chưa? Ừ. Bước thứ hai, em vào phân hệ tài sản cố định ở phía dưới nhá. Rồi sau đó em nhấn chữ ghi tăng. Được chưa? Ghi tăng, ghi tăng. Và ở đây sẽ có 7 bước nhưng mình chỉ quan tâm đến bước 1 cho đến bước 4 thôi, bằng bước 1, bước 4 thôi. Không được làm bước 5, bước 7 và chị sẽ trình tự chọn bước 4 trước, nhấn chọn chứng từ, chọn tất cả loại chứng từ, chọn cho chị mua hàng không qua kho. Tại vì mình vừa mới vào phân hệ mua hàng không qua kho, đúng không? Hoặc có thể mình sẽ chọn tất cả cũng được nhá. Rồi chọn năm nay, lấy dữ liệu lên. Thấy chưa? Nếu khi em chọn tất cả ở đây thì có những cái tài sản cố định mà nó có các cái chi phí như là vận chuyển này, hay là mua ô tô mà có cái nộp lệ phí trước bạ ấy, thì những cái chứng từ liên quan lại vào nghiệp vụ khác, cũng là 21 cái 2112 thì cho vào chi phí khác của liên quan của cái tài sản đó cũng là 2112. Hay là mua ô tô 2113 thì các cái chi phí liên quan cũng vào nghiệp vụ khác ấy, cho vào 2113. Em hiểu chưa? Và ở đây nó không phải không chỉ đơn thuần là một cái mã như chị đang nói mà nó có thể có 10 cái mã phía dưới này này. Thấy chưa? Thì mình chọn tất để mình ghi tăng tài sản cố định. Đến đây mình đồng ý này. Sau đó mình quay lại mục 1 này.
Mình chọn ngày ghi tăng ở đây là 25 tháng 7, đúng không? Như ngày hóa đơn này, mình mua ngày nào thì Dạ. mình phải ghi tăng ngày đó. Và lúc này mã Dạ. tài sản và tên tài sản thì mình nhấn sang đây, mình nhấn vào đây này. Nghe chưa? Để Dạ. mình copy, Ctrl-C, nghe chưa? Đấy, đóng lại. Quay sang bên này, thả con chuột vào đây. Nghe chưa? TF, Dạ. hệ thống hỗ trợ. Nha. Đơn vị sử dụng em chọn là cho dịch vụ phòng khám. Đúng không em? Cho dịch vụ phòng khám. Dạ. Hai nhỏ thông tin khấu hao. Khi bên này ta chọn thêm một loại nữa, đó là cái loại tài sản cố định. Khi chị cho chọn loại tài sản cố định thì bên thông tin khấu hao không có tài khoản nguyên giá, cũng không có tài khoản khấu hao. Nhưng quay sang đây mình chọn thêm loại tài sản là máy móc thiết bị, enter một cái thì sang phần này tự nhiên phần mềm sẽ lấy lên đấy tài khoản nguyên giá và tài Dạ. khoản khấu hao. Đây nguyên giá thì mình lại nhìn sang đây 70 triệu. Tại sao chị chọn 4 trước là vậy đấy? Để chị có thông tin đấy, chị nhìn vào. Em hiểu không? Rồi, Dạ. năm này chị đổi thành tháng. Được chưa? Và mình Dạ. sẽ tải cho chị phụ lục 1 thông tư 45 về cho chị nào. Lên Google tải cũng được. Nó có ngay cái phụ lục 1 thông tư 45 năm 2013 ấy. Quy định về Dạ. thời gian tích khấu hao tài sản cố định. Giả sử như ở Dạ. đây chị cho là 60 tháng, tức là 5 năm. Nhá. Thế Dạ. tí nữa phải gióng lại xem là cái linh kiện và máy móc để phục vụ cho bệnh viện đấy thì bao nhiêu. Dạ. Nhưng mà thông thường 60 từ 5 năm cho đến 10 năm ấy. 15 năm thì cái đấy, cái từng tùy từng cái khung ấy, mình gióng mình có thể sửa sau nhá. Rồi, ba nhỏ thiết lập phân bổ này. Nếu như cái này mà dùng cho bộ phận quản lý, nghe chưa? Hay là Dạ. bộ phận phòng khám thì phần mềm bao giờ nó cũng đưa về 6424, nó là mặc định, nghe chưa? Tuy nhiên là em phải nhớ cái này dùng cho bộ phận quản lý thì đưa vào 6424 là đúng. Nhưng mà em đang dùng cho bộ phận phòng khám là phải liên quan đến giá thành. Mà giá thành trong thông tư 200 thì phải là 627 74. Có đúng không em? Nghĩa là cái tài sản này sẽ là một phần để làm gì? Tạo ra doanh thu. Mà một phần tạo ra doanh thu thì không thể sẽ để vào 642 được. Nhưng do phần mềm nó luôn luôn mặc định nó là 6424. Nghe chưa? Thì bây giờ em phải đổi Dạ. lại thành 627 74. Đúng không? Mình tự đổi luôn hả chị? Ừ, chỗ này mình phải tự đổi. Nghe chưa? Dạ. Sau đó cuối cùng mình mới ghi tăng. Đây này. Đây đây đây. Ở phía dưới này. Ừ. Sau khi mình ghi tăng xong rồi nhá, mình muốn kiểm tra lại nó đi đâu rồi thì em phải Dạ. vào tài sản cố định này, nhấn ghi tăng ở đây, kiểm tra nó ấy, nhá. Đây, kiểm tra nó này, năm nay này, lấy dữ liệu, nghe chưa? Đấy, bây giờ tương tự có cái tài sản nào em làm cho chị bước thứ nhất trước nhá, rồi bước thứ hai thì chị sẽ xem sau.